Chào các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ có cái quả pin này. Quả pin này. Mình sẽ đục từ trên này xuống. Xong rồi mình đo xem nó có điện không nhá. Và sửa cái quả pin này hôm nay. Vô trước thì mình đã làm thủng nó rồi. Đấy, hôm nay thì mình sẽ lấy quả pin này. Đây quả pin đây nhá. Quả pin đây thì các bạn xem. Đấy, quả pin này. Bây giờ mình sẽ đục nha. Đây mình bẹt nó xuống này. Đây mình sẽ đo nhé. Đây. Rồi, sẽ đo xem nó lên nhảy cái kim. Không. Rồi âm nhé. Toàn mà. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình cái quả pin pin Eternal của laptop này. Khá to các bạn. Nhưng mà nó hiện giờ là nó không có áp. Và bây giờ mình sẽ họ bảo là cách sửa là đục cái đầu pin này xuống. Thì sẽ có. Và bây giờ mình có gói nha, xem là bây giờ mình sẽ đo điện nha, xem đường nha. Đây các bạn. Lên luôn. Thật là chất. Ok, thế là video mình đã hoàn thành xong. Rất nhanh các bạn. Nếu mà các bạn lấy súng bơm keo keo lên ấy ở cuối video trước mình làm, các bạn hãy bơm cái keo lên ấy vào ở trong này, xong các bạn lấy cái đầu búa. Đây cái đầu búa nha. Thì các bạn gõ xuống như này cho mình. Đấy. Khá ok luôn. Bây giờ mình đo áp luôn cho các bạn xem này. Đây mình đo áp này. Đây nha. Lên. Tự nhiên lại được. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe cho mình nha. Cảm thấy hay video hay chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây là cách sửa pin lithium. Nghĩa là các bạn phải bơm cái keo này vào ở trong cái lỗ này. Các bạn bơm trước đi. Xong rồi các bạn lấy cái đầu búa gõ xuống và lên cái đinh hoặc cái gì đấy. Đó, gõ nhẹ xuống nha. Đừng gõ thụp phát xuống giữa quả pin này nữa mà. Quả pin này đang có điện nhiều ấy, nó xung điện nó cháy đấy. Thôi được rồi các bạn. Thế ngon rồi. Đây rồi, đây, mình lại đo lại phát nữa này. Tăng tăng tăng. Quả pin này thì mình cho xuống 2,5V này. Thì ông đo chạy hết cỡ kia được. Quả pin này nhảy được 10 đâu, mức 10 này. 10 10V 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 thì đây được hơn 2,4V 2,7V. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ chia sẻ video hoặc nói chung là các bạn nhớ lưu lại. Và những quả pin này nó không thể chết hẳn được đâu. Nó chỉ khi các bạn chập cháy thì nó lồi cái thế bảo họ bảo nồi nồi tấm ở bên dưới như quả pin này nhá. Quả pin này có một cái tấm để nối dương chỗ này. Đấy. Nhớ các bạn đập nhẹ nhá, đập mạnh hỏng ấy. Bây giờ mình sẽ đi bọc lại cái quả pin này. Ok. Bye bye các bạn nha. Bye bye.